Em chào cả nhà. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với mọi người là trang trại heo rừng bên em, trang trại heo rừng Tuyển Nhung ở Khánh Hòa. Đây là những con heo giống, heo mè. Heo lâm giống, heo bổ, heo mè nên em nhốt lại, không thả giống ở ngoài. Dạy chuồng này gồm 12 dạy, một chuồng 2 dạy mà ngắn 10 chuồng. Đây là những con heo giống, heo bổ, heo mè, heo con. Heo con được 5 tuần tuổi, 4 tuần tuổi, 4 tuần tuổi với 5 tuần tuổi. Mẹ này mới được đè được mấy ngày. Thực ra đây là khu sân chơi của heo thương phẩm, heo thịt. Ngoài sân chơi em có trồng dây leo bóng mát để cho heo ra vận động, cho có bóng mát cho nó ở. Sân chơi chúng rất là rộng để được lên cho chắc nạc, thịt thơm ngon. Để chúng em là xây một sân chơi, làm một cái sân chơi rất là rộng. Còn đây là dãy chuồng cho chúng trú nắng trú mưa. Chuồng trại bên em làm rất là chắc chắn. Đây là chuồng heo giống, còn đây là chuồng heo để heo thịt, heo thương phẩm để cho nó trú nắng trú mưa. Dưới đây là vườn chuối của em, trong để cho heo ăn. Vườn chuối của em, ngoài vườn chuối thì em có trồng thêm khoai mì, khoai sắn, khoai mì về hải là củ cho nó ăn. Nguyên một cái sân chơi rất là rộng. Ngoài chuối, khoai mì, em trồng thêm cò voi rất là rộng.
Tại vì trang trại em mở rất là lớn. Đây là một vườn cỏ voi. Ôi đây hại là chưa đau bụng đi e cho lên con và lên bố lên mẹ nói chung ôi cùng. Đây là một bài thuốc cho heo ăn. Rất là nhiều, cỏ voi rất là nhiều. Nguyên một đám cỏ voi ngoài này nữa. Rất là rộng. Trong tính là cỏ voi là chủ yếu. Cỏ voi khoai mi. Còn đây, đây là vườn cây mật gấu. Mật gấu cũng là một bài thuốc để cho lợn ăn, cho bớt bệnh tật. Vậy là cũng là thức ăn hàng ngày của chúng. Còn đây, đây là vườn chè khổng lồ của vườn chè khổng lồ của em. Là cùng một vị thuộc nam, cùng là để hại cho lợn ăn hàng ngày. Còn đây cây văn ngọc cũng là thuộc nam để cho lợn ăn hàng ngày. Còn đây thì ở các chồi kêu cây mật khỉ rồi cây cái gì em biết tên nó em quên rồi, cũng là một vị thuộc nam của heo. Chưa không nhỉ. Trang trại em mở rộng và rất lớn và nuôi cùng rất nhiều, cho nên những ai có nhu cầu chăn nuôi heo rừng hay mua heo giống hoặc mua heo thịt thì để lại số điện thoại hoặc gọi hotline số điện thoại của em kèm theo ở trên bìa của YouTube đi. Trang trại em mở rất là rộng lớn, đang có dự tính sang năm mơ tiếp một vệ tinh trang trại ở Cam Ranh, Phan Thiết, Nha Trang. Đây là những cây thuốc nam để dành cho lợn ăn. Rau ngọt, đây cũng là một vị thuốc để cho heo sau sinh là già nước cho nó uống. Hôm nay em làm cái video tới đây có cùng giới thiệu với mọi người là cùng để có gì gọi điện thoại rồi em tư vấn tiếp cái lịch trình chăn nuôi, hướng dẫn chăn nuôi cho ăn. Nhưng kỹ thuật khả. Em chào cả nhà nha.